Rồi, hai em Tuấn xin chào cả nhà nhé. Hôm nay em sẽ review cho mọi người xem một dòng máy. Đây là dòng Milwaukee 12V với model là 2598-22. Thì trong combo này nó sẽ gồm có hai máy, một máy bóng vít, một máy khoan, một pin 4A, một pin 2A và một sạc túi xách. Sạc này là sạc điện 110V nha mọi người. Thì hôm nay em sẽ tháo cho mọi người xem trong combo này. Thì đây mọi người thấy thì trước mắt mọi người đây sẽ có một cái túi xách, thì trong túi xách của mình sẽ có những cái combo như thế này. Đây thì sách hướng dẫn sử dụng, sạc và catalog. Đây mọi người thấy thì trong catalog này thì đa phần là nó sẽ có đầy đủ những cái máy của Milwaukee mà đang được bán trên thị trường hiện tại. Đây mọi người thấy catalog này thì mọi người mua máy sẽ thường sẽ có kèm theo catalog để cho mọi người có thể tham khảo và có thể là đặt mua. Mình sẽ gấp và là bỏ lại. Rồi. Sau này mọi người có cần thì có thể là tham khảo từ đó. Đây, một máy khoan. Một máy bấm vít. Một pin 2, một pin 4 và sạc. Rồi, em sẽ tháo từng loại cho mọi người xem. Thì đây là hàng mới new 100%. New 100% nha mọi người. Thì hiện tại tất cả các dòng của 2598 này nó đều sản xuất tại Mexico. Thì trên thân máy này mọi người thấy là made in Mexico nè. Thì đá này là nó sản xuất năm 2020, nhưng mà là cuối năm 2020 thì nó đã có là made in Mexico rồi. Và có một cái tiêu chuẩn, đây là tiêu chuẩn ULOS, thì là tiêu chuẩn của Mỹ. Thì hàng nó chỉ có sản xuất và nhập về thị trường của Mỹ nó mới có tiêu chuẩn như thế này. Và đây cây khoan. Thì cây khoan này là khoan lực sử dụng 3 chức năng, động cơ không chịu thang, và thang máy này vẫn sản xuất tại Mexico, vẫn có tiêu chuẩn UL với model là 2504-20. Đấy. Thì ở trên này nó đều có cái thông số, số vòng quay và nhịp đập. Mọi người sẽ thấy. Rồi, trong này thì nó sẽ gồm có pin 4A, đồng pin 4A. Đây là pin 2A. Theo đây là sạc. Sạc 110. Thì sạc này mình có thể là lên điện 220 cho mọi người luôn, free. Nếu mà anh em nào có nhu cầu thì mình sẽ lên luôn, free cho mọi người nhé. Ở đây mình sẽ test thử cho mọi người xem. Thì trên động cơ của cây khoan này nó sẽ gồm có hai cấp số, 1 và 2. Đây. Tương đương là high low. Thì trong cây khoan này có khởi động mềm nha mọi người. Riêng dòng M12V này thì mình chỉ thấy cây Milwaukee nó là cực kỳ thông minh, tại vì nó sử dụng khởi động mềm mà những hãng khác nó không có. Đây mọi người thấy, đủ lực tự động ngắt khi cò vẫn bóp nha mọi người. Đủ lực. Đấy, đủ lực nhưng mà vẫn ngắt nha. Mọi người thấy không? Đủ lực và ngắt. Rồi, tiếp theo. Mọi người tăng cấp số lên thì máy sẽ mạnh dần. Máy sẽ mạnh dần theo cấp số. Nó có khởi động mềm, chống đuối tải. Thì nó gồm có cấp khoan, cấp búa này nha mọi người, thì gồm có 3 cấp, 3 chức năng. Đầu sử dụng đầu auto lock. Thì cây này là nhỏ gọn nhưng mà là khỏe nhất trong những dòng M12. Rồi. Tiếp theo, cây bóng vít. Cây bóng vít này thì nó
có 3 cấp số và 1 cấp ô tô. 1 cấp ô tô. Đấy mọi người xem. Thì lực cái này, xin lỗi nha. Lực cái này nó là tương đương là 146 N. Thì nó nhỏ nhưng mà cực kỳ khỏe. Thì mọi người có thể là sử dụng bán vít, bán tôn, mở ốc, đấy, các kiểu đồ ba ke đều có thể sử dụng được hết. Riêng những dòng này, cái vít này mình bán cực kỳ dài nha. Cái vít này về bao nhiêu hết bấy nhiêu, tại vì nó gọn, lực, nhưng mà xài cực kỳ thích. Nó khi kết hợp với được pin 2A này, mọi người sẽ thấy nó cực kỳ gọn. Mình sẽ thấy nha mọi người. Đấy. Chiều cao nó cũng chưa tới 20 cm đâu. Lực khá là mạnh. Nó lực nó hiện tại cây này lực nó sẽ là thua cây vít của DW 12V, nhưng mà theo thực tế thì cây này nó sẽ mạnh hơn cây vít của 12V của DW nha mọi người. 12V của DW. 12V của DW thì mình nhớ không lầm là 160 mấy Newton á. Nhưng mà xét về thực tế thì nó không qua cái nổi cái này. Không qua nổi cái này. Rồi, hiện tại thì mình có combo như thế này của MiQi 2598. Thì gồm hai thân máy, hai pin, một sạc. Thì mọi người nào có nhu cầu thì có thể liên hệ với mình. Số điện thoại 0703 249 910 và số Zalo là 0343 256 802. Thì mình sẽ báo giá cụ thể cho mọi người. Nếu mọi người có nhu cầu mua lẻ thang máy khoan hoặc thang máy vít hoặc là pin sạc gì đấy, túi sách, thì có thể liên hệ tới mình. Mình sẽ báo giá và gửi hàng cho mọi người nhé. Mình ship hàng toàn quốc nha mọi người. Rồi, video hôm nay mình xin kết thúc tại đây. Rồi, chào tất cả mọi người nhé.